Xin chào, chào mừng các bạn. Chào các bạn đã đến với video số 6 của chuỗi series 10 ngày 10 video để các bạn có một sức khỏe tốt hơn, thấu hiểu sức khỏe của mình hơn đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay thì Hảo sẽ chia sẻ với các bạn thực sự tầm quan trọng của đạm hay còn gọi là protein đối với sức khỏe của chúng ta quan trọng như thế nào, và các bạn hiểu những cái chỉ số protein trong từng cái nhóm thực phẩm hàng ngày để các bạn có thể áp dụng vào cơ thể mình để cho mình tăng trưởng cái lượng cơ bắp hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn. Nếu các bạn đang là một người mẹ và bạn đang nuôi con trong độ tuổi con của Hảo giống như Hảo, bạn đang là một người mẹ giống như Hảo thì chúng ta sẽ cùng thấu hiểu vì sao protein vô cùng quan trọng đối với những các em nhỏ để các con có thể lớn hơn, khỏe mạnh hơn, hạn chế tình trạng ốm hơn đúng không? Và đối với người lớn tuổi, protein quan trọng như thế nào để các cụ có thể khỏe mạnh hơn, hạn chế những cái tình trạng ốm yếu hơn đúng không ạ? Rồi, và một điều vô cùng quan trọng Hảo muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta cần hiểu trong cơ thể của chúng ta này, trong cái thân hình này này các bạn, sẽ được cấu tạo bởi 5 yếu tố chính nhé. Trong cái góc nhìn về khoa học thôi, chúng ta sẽ được cấu tạo bởi 5 cái yếu tố chính. Đầu tiên đó chính là cơ bắp này các bạn, cơ đây các bạn, cơ này, đó. Thì các bạn có thể thấy là cơ thì có những cái vùng cơ rất là khỏe mạnh như này. Rồi trên mặt chúng ta cũng có rất là nhiều những cái nhóm cơ để nâng mi, rồi cơ cười, bla bla cái hết. Cơ thể chúng ta rất cần cơ. Cái thứ hai nữa đó chính là xương, đúng không ạ? Khỏi bàn cãi, cơ thể chắc chắn là có xương rồi. Và một cái yếu tố thứ ba đó chính là nước. 70-80% cơ thể chúng ta là nước, và hầu hết ở đâu trên cơ thể chúng ta cũng có nước đúng không ạ? Rồi, và một cái thành phần nữa mà chúng ta cũng cần nhưng mà không cần nhiều lắm đó chính là mỡ. Mỡ thì có mỡ dưới da, rồi mỡ nội tạng, mỡ bụng nữa các chị. Rồi là ai mà có cái tâm hồn mình to ấy thì mỡ nó tích tụ ở đây nhiều. Rồi là mỡ thì sẽ giúp cho vòng mông của chúng ta đẹp hơn này. Nếu mà mỡ trong cơ thể chúng ta mà nằm đúng chỗ thì body của chúng ta sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Và cái lượng mỡ cũng vô cùng quan trọng đối với cái làn da săn chắc căng bóng của chúng ta nữa. Nhưng mà còn một cái mỡ nữa đó chính là mỡ nội tạng. Nếu mà mỡ nội tạng trong cơ thể chúng ta nhiều thì thực sự là không cần thiết lắm, và sẽ còn gây ra rất là nhiều những cái bệnh chuyển hóa khác không tốt cho cơ thể của chúng ta. Cho nên mỡ là một cái chỉ số chúng ta cần kiểm soát trong cơ thể của mình nữa mà. Đối với những người mà có thói quen sinh hoạt chưa được khoa học lắm, chúng ta hay nhậu nhiều này, thức đêm này, ăn khuya này, ăn muộn này, rồi ăn nhiều đồ chiên, rán, dầu mỡ, uống nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước mà có nhiều hóa chất, rồi các bạn thích ăn những cái nhóm thực phẩm nào mà nó nhiều phụ gia tạp chất nữa, thì cơ thể của chúng ta sẽ còn một cái nữa đó chính là độc tố. Ô, phần này Hảo xin đính chính lại là không chỉ các bạn có những cái thói quen đó là mới có độc tố đâu. Cơ thể của chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, dù chúng ta sinh hoạt khoa học mấy đi chăng nữa thì vẫn có một phần nào đó độc tố tích tụ trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là người lớn chúng ta nữa đúng không ạ? Vậy việc của chúng ta làm sao để chúng ta có thể tăng được cái lượng cơ bắp trên cơ thể của mình lên, tăng cái lượng nước trong cơ thể của mình hơn để chúng ta có thể hoạt động khỏe mạnh hơn, cái cơ thể này có thể tươi tốt hơn, và chúng ta hạ thấp cái tỷ lệ mỡ xuống để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn nữa không ạ? Và để mà giảm cân hiệu quả, để một chế độ giảm cân được đánh giá là khá là khoa học ấy, thì các bạn làm sao để tăng cơ này, tăng nước và giảm đi cái lượng mỡ không cần thiết trong cơ thể của mình? Hảo thấy là có rất là nhiều những cái biện pháp giảm cân kiểu tiêu cực ấy. Nói ra thì nghe kiểu tiêu cực vãi chưởng, không biết vì sao nhiều bạn có thể áp dụng được nhá. Hảo thấy có nhiều bạn nhịn ăn đến mức mà rụng hết cả tóc luôn ấy, mà vẫn có thể nhịn ăn được, hoặc có những cái phương pháp nhịn ăn hoặc là ăn theo một cái chế độ mà nó tiêu cực quá mà cơ thể các bạn bị thiếu trầm trọng vitamin khoáng chất luôn. Mà cơ thể nó thiếu vitamin khoáng chất hoặc thiếu dinh dưỡng nó không nói đâu các bạn, nó biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ các bạn bị gãy móng tay móng chân nhiều này, rồi đục thủy tinh thể này, rồi răng các bạn yếu hơn, da các bạn bong chóc hơn, hoặc đôi khi là da các bạn tím tái, không có hồng hào, thì đó là những cái biểu hiện ở bên ngoài. Cơ thể chúng ta đang đánh thức, đang báo hiệu cho chúng ta rất là nhiều những cái mà cơ thể chúng ta không cảm thấy thoải mái, và hãy cứu tôi, hãy cứu tôi ấy. Nhưng mà nhiều khi các bạn như thế lại đi mua thuốc tây dã vào, triệt tiêu tận gốc, kiểu ôi, kiểu những cái trường hợp đấy mình rất là thương luôn ấy. Mà mình nhất định mình sẽ làm rất là nhiều video hơn để nhiều bạn có thể hiểu được rằng là cơ thể chúng ta cần vitamin, khoáng chất, cần sức khỏe, cần protein như thế nào. Rồi,
Đạm thì chúng ta sẽ có hai loại. Các bạn có thể lựa chọn đạm thực vật hoặc là đạm động vật. Nhưng mà mình ưu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn đạm thực vật nhiều hơn nhé. Trong rất là nhiều những cái loại thực phẩm có đạm này, ví dụ như là đậu hũ này các bạn, đậu hũ trắng nha các bạn, hoặc là nấm, tất cả những loại nấm mà ăn được là các bạn rất là nhiều đạm luôn. Hoặc là lòng trắng trứng, lòng trắng trứng cũng rất là nhiều đạm. Hoặc các bạn có thể lựa chọn các loại hạt, ví dụ như hạt điều này, rồi là hạt óc chó, hạnh nhân, maca. Nhưng mà nếu các bạn lựa chọn hạt thì các bạn cần kiểm soát một cái chỉ số đó là calo, bởi vì calo trong những loại hạt thì khá là cao, thành ra là nhưng mà có thể ưu tiên ăn hạt. Đậu nành cũng là một trong những cái loại hạt rất là nhiều đạm, nhiều chất đạm để chúng ta có thể bổ sung cho cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đấy thì có rất là nhiều những cái loại rau, ví dụ như rau bó xôi này, rồi là rau bông cải ấy các bạn. Bông cải thì cũng rất là nhiều đạm, thì đó là những cái loại rau mà các bạn có thể ưu tiên ăn trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Rồi tiếp theo đó chính là đạm động vật. Động vật thì mình lại chia ra làm hai nhóm, đó là thịt trắng và thịt đỏ. Hảo thì vẫn khuyến khích các bạn nên ăn thịt trắng hơn, và Hảo vẫn ưu tiên ăn thịt trắng trong nhà mình cũng như là cho con trai của mình. Các bạn có thể ưu tiên ăn cá, tất cả những loại cá luôn các bạn. Cứ có cá là ưu tiên ăn, ăn cá sẽ tốt hơn là ăn thịt. Rồi những cái loại hải sản này, thủy hải sản này, những cái loại ở dưới nước ấy thì các bạn nên ưu tiên ăn, bởi vì cái lượng đạm nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của chúng ta, ít chất béo hơn, calo nó cũng ít hơn so với những cái nhóm thịt đỏ, ví dụ như là thịt bò, thịt heo. Nó không xấu nha các bạn, chỉ là trong thịt bò, thịt heo, thịt đỏ, trong những cái nhóm thịt đỏ đó thì calo nó cao hơn, thành ra là đối với các bạn mà cần tăng cân hoặc là tăng cơ bắp, hoặc là các bạn trẻ con thì các bạn vẫn có thể ăn những cái nhóm thịt đỏ đấy. Nhưng mà nếu mà mình kiểm soát cân nặng ấy, các bạn cần hạ cái lượng kiểm soát calo trong một ngày ấy, các bạn ăn từ 1.200 đến 1.500 calo ấy, thì các bạn có thể ưu tiên ăn đạm thực vật đi, hoặc là ăn đạm trắng ấy, những cái loại đạm trắng ức gà. Wow, nói đi nói lại quên nói ức gà. Đó, ức gà cũng là một trong những cái thành phần, những cái thực phẩm có cái lượng đạm trắng rất là nhiều và rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Thật ra thì protein rất là quan trọng đối với cơ thể của mình. Đầu tiên đó chính là khi mà chúng ta ăn đủ protein ý, thì chúng ta sẽ có năng lượng để chúng ta làm việc hơn. Tại sao có những người các bạn tưởng tượng họ rất là năng lượng, họ làm việc hùng hục cả ngày, họ nói cười, họ đi lại, họ tươi tỉnh, nhưng có rất là nhiều người thì rất là dễ yếu, nó kiểu thế, hoặc là tụt mút ấy. Thì đạm sẽ cung cấp năng lượng cho chúng ta rất là nhiều. Khi mà các bạn kiểm soát cân nặng hoặc các bạn cần ăn đủ ấy, thì trong bữa ăn các bạn chỉ cần kiểm soát lượng đạm thôi sẽ giúp cho các bạn no rất là lâu. Rồi nếu mà cơ thể của chúng ta đủ đạm ấy, thì cái cấu trúc cơ thể, cái body thể hiện ra bên ngoài sẽ rất là đẹp. Ví dụ như là cái phùng mông của chúng ta này sẽ cần rất là nhiều cơ để chúng ta có thể săn chắc hơn. Hoặc là các bạn sẽ cần rất là nhiều những cái vùng cơ. Hoặc là khi mà cơ thể chúng ta đủ đạm ấy, thì cái múi bụng này này tập nó cũng dễ lên hơn. Rồi là đối với những bạn nam thì khi mà cơ thể của các bạn đủ đạm thì cái phần cơ bắp hoặc là rất là nhiều những cái phần khác nữa sẽ đẹp hơn. Và các bạn biết không, đấy là chỉ là những cái thể hiện ra bên ngoài thôi. Còn ở trên mặt mình những cái vùng này này vẫn cần rất là nhiều đạm, về những cái phần cơ này rất là cần để chúng ta có thể khỏe mạnh hơn, săn chắc hơn, trẻ lâu hơn, hạn chế nếp nhăn hơn. Và đương nhiên rồi, một điều không thể chối cãi đó chính là khi mà một cái body khỏe mạnh, săn chắc thì chúng ta sẽ tăng được hệ miễn dịch lên, chúng ta sẽ hạn chế những cái tình trạng đau ốm, bệnh tật, dịch bệnh, cách thì các kiểu hết, thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn người bình thường. Và trong video ngày hôm nay, Hảo đã giải thích cho các bạn nguyên nhân vì sao các bạn cần bổ sung protein vô cùng quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Và nếu trong cái bữa ăn của các bạn mà đủ đạm ấy, thì thứ nhất sẽ giúp cho các bạn no lâu hơn, chuyển hóa tốt hơn, rồi khỏe mạnh hơn, và rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa. Các bạn có thấy không ạ? Khi mà ai đó cầm một cái hộp gì đó, một cái sản phẩm gì đó lên review, thì họ luôn đọc cái thành phần là protein bao nhiêu phần trăm đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng. Protein sẽ giúp cho chúng ta thực sự khỏe mạnh hơn. Và trong video ngày hôm nay, Hảo đã chia sẻ với các bạn cách lựa chọn protein đúng, cái nhóm thực phẩm mà nhiều chất đạm. Các bạn nhớ áp dụng và để lại phản hồi cho Hảo biết nha. Và video sau thì Hảo sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn lựa chọn chất béo nó tốt hơn, nó đào thải được chất béo xấu ra cơ thể của chúng ta, và chúng ta dùng chất béo vào trong cơ thể của mình như nào để da chúng ta căng bóng hơn, mắt chúng ta sáng hơn, và rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa. Thì video sau Hảo sẽ chia sẻ về chất béo, các bạn nhớ đón xem video sau của Hảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.